Chiều ngày 21 tháng 7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác của các bộ ngành có liên quan có chuyến khảo sát tại phố cổ Hội An. Cùng đi với đoàn có đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và thành phố Hội An. Tại đây, Phó Thủ tướng đã nghe báo cáo về công tác quản lý bảo tồn khu phố cổ Hội An di sản văn hóa thế giới trong thời gian qua. Theo đó, bên cạnh kết quả tích cực và thành công đạt được, công tác quản lý bảo tồn khu phố cổ Hội An cũng gặp không ít thách thức đến từ tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, nguy cơ xảy ra hỏa hoạn, v.v. Do vậy, Hội An rất cần cơ chế đặc thù để thực hiện công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị vật thể cũng như phi vật thể của di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các bộ ngành có liên quan, tỉnh Quảng Nam, thành phố Hội An phối hợp và sớm nghiên cứu đề xuất phương án tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế thủ tục để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét cơ chế đặc thù phù hợp với công tác quản lý, bảo tồn di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An.